Hồng công bằng. Bố đồ nhỏ, mau lên. Hôm nay chúng ta xuất phát sớm, mới chơi được lâu một chút. Được con đồ to, chúng ta kiểm tra lại đồ dùng một chút nhé. Xẻng, túi sơ cứu, xịt chống mũi, bánh bao thịt, bình nước. Đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Bố đồ nhỏ, chúng ta mau xuất phát thôi. Chúng ta còn quên một thứ rất quan trọng. Là cái gì? Chính là cái này. Túi rác ư? Đúng thế, đi công viên dã ngoại, lúc về chúng ta phải mang theo rác của mình về. Như vậy thì mới có thể bảo vệ môi trường. Xuất phát. Con đồ to, chạy chậm một chút. Kéo ngã đấy. Bố nói thế nào hả? Có bị thương không? Bố đồ nhỏ, con dẫm phải phân chó rồi. Chó đi vệ sinh xong, vì sao chủ không dọn dẹp chứ? Đúng là đáng ghét. Giày mới của con bị bẩn rồi. Chúng ta ra bờ sông, rửa giày cho sạch sẽ. Con đồ to, đừng buồn nữa. Sẽ sạch ngay thôi, giống hệt như mới vậy. Con sợ lát nữa, con lại dẫm phải phân chó. Chuyện này đúng là một vấn đề. Người khác cũng sẽ dẫm phải. Bố đồ nhỏ, chúng ta phải nghĩ cách để chủ của lũ chó chủ động dọn dẹp phân của chúng. Được. Dọn dẹp phân chó, trả lại sự sạch sẽ cho công viên. Vậy là tốt rồi. Chủ của lũ chó sau khi nhìn thấy nhất định sẽ tự giác dọn dẹp. Bố đồ nhỏ, có phải chúng ta đã phí công vô ích không? Thế này không được. Những tờ rơi này lại trở thành vật gây ô nhiễm. Chúng ta phải đổi cách khác. Dọn dẹp phân chó, xin lấy miễn phí. Tốt rồi, giờ thì mọi người nhất định sẽ tự giác dọn dẹp phân chó. Đương nhiên, giờ thì tốt rồi. Bãi cỏ này sẽ không còn phân chó nữa. Chúng ta đi ăn kem nhé. Được ạ. Bố đồ nhỏ, mau nhìn này. Không có ai dùng ư? Có thể là vừa rồi không có con chó nào. À, bố đồ nhỏ, bố dẫm phải phân chó rồi. Bố đồ nhỏ, bố còn cách nào không? Bố thấy rất khó, trừ phi có thể đổi phân chó thành tiền. Họ có thể dùng tiền mua thức ăn chó, thì họ mới chịu tự giác dọn dẹp chăng? Phân chó, tiền, tiền, thức ăn chó. Bố đồ nhỏ, con có cách rồi. Chúng ta có thể làm một cái hộp đựng đặc biệt. Con đồ ta giỏi lắm, giờ chúng ta làm luôn. Đây là thứ gì vậy? Đây là hòm công bằng. Hòm công bằng là cái gì? Để cháu làm thử cho chú xem. Ồ, thần kỳ quá. Chỉ cần chú dọn dẹp phân chó, bước vào trong cái hòm này, sẽ có thức ăn chó xuất hiện, làm phần thưởng cho chó. Chủ làm việc, chó có đồ ăn ngon, có phải rất công bằng không? Đúng thế, đợi lát nữa chú sẽ thử xem. Vì sao không thử ngay bây giờ? Chó của tôi vẫn chưa buồn đi vệ sinh mà. Tốt quá, chúng ta thành công rồi. Con đồ to, con đã làm được một việc rất tốt. Chó rất đáng yêu, nuôi chó văn minh, chủ động dọn dẹp là quan trọng nhất. Tuyệt quá. Yeah.
Hiệp sĩ cúc áo. Mùi thơm của nắng thật dễ chịu. Mình sơ ý quá, cúc áo bị mất mà không biết. Hả? Sao ở đây cũng bị mất cúc thế? Lẽ nào là lúc giặt quần áo bị rơi ra ư? Anh về rồi đây. Bố đồ nhỏ, anh sao thế? Cúc áo sơ mi không biết bị rơi mất từ lúc nào. Hở cả bụng ra, bị đồng nghiệp chê cười suốt cả ngày. Mẹ tập về đang cười gì thế? Con nhìn bố đồ nhỏ kìa. Chắc chắn là gần đây ăn nhiều quá nên béo ra. Cúc áo sơ mi bung hết ra rồi. Con đồ to, con vội vàng đi đâu thế? Con đi xem trên tầng nhà có hiệp sĩ cúc áo không? Hiệp sĩ cúc áo ư? Đúng, hiệp sĩ cúc áo, dùng cúc áo để cứu thế giới. Hiệp sĩ cúc áo nghĩa là sao? Em cũng thấy rất là kỳ lạ. Chúng ta đi xem sao? Không biết số cúc áo này có đủ không? Hay là ra tủ quần áo tìm thêm ít nữa? Bố đồ nhỏ nói xem, con đồ ta lấy đâu ra nhiều cúc áo như vậy? Làm sao mà anh biết được? Chắc không phải là cắt trên quần áo xuống chứ? Con! Mẹ tập về đừng kêu. Con đồ ta lại dám cắt hết cúc áo trên quần áo của chúng ta. Đừng sốt ruột, con cắt cúc áo thế nào cũng có nguyên nhân. Chúng ta phải xem, hiệp sĩ cúc áo này rốt cuộc muốn làm gì đã. Không có ai, nhưng lúc mẹ tập về và bố đồ nhỏ đều không có ở đây. Đi tìm thêm ít cúc áo nữa. Chuyện gì thế này? Chỉ có áo trùm đầu, một cái cúc cũng không có. Con đồ to đang tìm gì thế? Con chỉ đang tìm quần áo nào có cúc. Đúng rồi, đây chẳng phải là áo có cúc hay sao? Đây là áo của con. Cái này không cắt cúc đi sao? Cúc áo này không thể cắt được. Bố đồ nhỏ, con không cần nữa. Nó muốn cắt cúc áo. Mong là số cúc áo này đủ dùng. Đã mang đồ đến rồi chứ? Đều ở đây rồi. Là em thu thập từng ít một đấy. Của mình cũng mang tới rồi. Có điều không biết có đủ dùng không. Lấy hết ra đi. Có những thứ này, chúng ta có thể... À, hiệp sĩ cúc áo, cuối cùng đã bắt được rồi. Nói đi, con đồ to, con cắt cúc áo trên quần áo của bố mẹ để làm gì? Con... Chú đồ nhỏ, chú đừng mắng anh đồ to, là thế này. Các em, thứ hai tuần sau, sẽ có một số bạn nhỏ nước ngoài đến trường mẫu giáo của chúng ta chơi. Mọi người có hoan nghênh không? Hoan nghênh ạ. Em có thể đem búp bê do bà nội làm để tặng các bạn ấy làm quà. Các bạn nhỏ nước ngoài nhất định sẽ thích. Tốt quá, anh cũng muốn làm. Được thôi, nhưng nhà em không có nhiều nguyên liệu để làm búp bê nữa. Để bọn anh tìm. Chúng mình tìm cúc áo trước đi. Trên quần áo mà không có cúc thì không đẹp. Thì ra là như vậy, sao không nói sớm chứ? Vậy các con có nguyên liệu gì vẫn chưa tìm đủ? Vẫn chưa có sợi len dùng làm tóc cho búp bê. Cái này dễ, nhà mình có rất nhiều áo len, để mình đi tìm. Con đồ to, có thể làm quà tặng các bạn nhỏ nước ngoài, nhưng phá hoại đồ đạc thì không được. Thế này đi, bố sẽ đi mua giúp mấy cuộn len, như vậy búp bê của các con sẽ có tóc rồi. Tuyệt quá! May mà mình phản ứng nhanh, nếu không áo len trong nhà sẽ hỏng. Cuộc chiến người tuyết.
Giờ thì sẽ không ai bị trượt ngã nữa. Kiếm Thái, Kiếm đang làm gì thế? Đắp người tuyết chơi thôi. Không tồi đâu Thím Thái, rất sáng tạo. Từ xa cũng biết đây là cửa hàng rau. Tôi cũng đi đắp một người tuyết vậy. Thím Thái, mau tới xem này. Người tuyết này có giống tôi không? Đúng là hơi giống. Chúng ta đi xem mọi người đắp ra hình gì nhé. Được. Người tuyết bánh bao siêu cấp của tôi thế nào? Có giống thật không? Cũng được. Có điều, so với người tuyết của tôi thì còn kém xa. Người tuyết bánh bao của tôi đẹp hơn. Người tuyết của tôi đẹp hơn. Bố đồ nhỏ, anh đánh giá đi. Rốt cuộc là người tuyết của tôi hay người tuyết bánh bao của Động Nhị Ca đẹp hơn? Chuyện này... Bố đồ nhỏ, người tuyết cải thảo của cửa hàng rau thật đáng yêu. Đó là như tôi đáp đấy. Đúng là con đồ ta có con mắt tinh tường. Của tôi đáp mới đẹp. Hay là thế này, hai bố con làm giám khảo, đánh giá xem rốt cuộc là người tuyết của nhà nào đẹp nhất. Tôi cũng tham gia. Bông hoa tuyết của tôi cũng đáp xong rồi. Đúng, còn có thỏ trắng của tôi cũng muốn tham gia. Được rồi, vậy chúng tôi sẽ xem kỹ. Người tuyết này của tôi không tầm thường đâu. Nó khôi ngô giống tôi. Hoàn toàn có thể làm đại sứ hình tượng cho con phố mua sắm này. Thế nào, có phải sẽ cho tôi 10 điểm không? Sao lại trừ của tôi 1 điểm? Trừ 1 điểm là vì anh quá kiêu ngạo. Không cần phải nói gì nữa. Hai người so sánh xem có giống không? Quá giống luôn. Đương nhiên rồi, tôi muốn để tất cả mọi người vừa nhìn cái cải thảo tuyết này liền biết ngay là đã đến cửa hàng rau rồi. Con thấy bánh bao rất đẹp, chỉ là hơi đơn giản quá. Sao lại đơn giản chứ? Bánh bao tuyết này của tôi bên trong còn có nhân nữa. Có nhân ư? Đúng vậy ca, anh thật là giỏi. Không hổ là chủ quán bánh bao. Chú mau được mấy điểm? Bí mật. Bố đồ nhỏ, đều là 9 điểm, làm sao phân thắng bại được? Chuyện này khó thật, mọi người đều đáp rất đẹp. Bố cũng không biết nên làm thế nào nữa. Bố đồ nhỏ, hay là chúng ta cũng đáp một người tuyết đi. Chỉ cần đáp được một người tuyết 10 điểm là chúng ta thắng. Ý hay đấy. Vì sao người tuyết của chúng ta cũng chỉ được 9 điểm? Bởi vì em làm sao có thể cao bằng bố đồ nhỏ được? Điểm số không quan trọng, chỉ là giờ càng phiền phức hơn, không thể phân thắng bại. Alo mẹ tập về à? Bố con anh đang đắp người tuyết, chấm điểm người tuyết nữa. Ừ, không lạnh đâu em cũng tới đi. Tôi có cách rồi. Giờ tôi sẽ đăng ảnh người tuyết lên mạng, để bạn bè trên mạng bỏ phiếu, sẽ chọn ra được người số 1. Được, như vậy là công bằng nhất. Mình phát hiện ra rất nhiều bóng tuyết. Đánh trận tuyết ư? Tuyệt quá, cho mình chơi với. Mau tới đây. Đám trẻ con nghịch ngợm này, để các cháu biết chú mau lợi hại như thế nào nhé. Bố đồ nhỏ, không phải anh nói ở đây có cuộc thi người tuyết sao? Sao lại biến thành đánh trận tuyết thế này? Anh cũng không biết nữa. Có lẽ thắng thua không quan trọng đến như vậy. Trời tuyết, chơi vui vẻ mới là điều quan trọng nhất. Thank you.
sợi dây xăm thứ ba. Ồ, đây là thứ gì vậy? Đây là bài tập cô giáo giao về nhà. Mỗi người được phát ba sợi dây màu xanh. Cô giáo nói nó đại diện cho lòng biết ơn. Vậy sao con chỉ còn có hai sợi? Con đã tặng sợi dây thứ nhất cho cô giáo rồi. Con rất thích cô giáo, cho nên sợi dây thứ nhất để tặng cô. Xem ra hai sợi dây còn lại, chắc chắn là mình và mẹ tập về, mỗi người một sợi rồi. Ăn chậm thôi, có chuyện gì mà vội vàng thế? Con muốn ra ngoài để tặng sợi dây màu xanh. Sợi dây màu xanh, ra ngoài tặng. Con ăn no rồi. Con ra ngoài một lát, sẽ về ngay. Anh có thể giải thích không? Nó nói hôm nay cô giáo phát cho ba sợi dây màu xanh, đại diện cho lòng biết ơn. Nó đã tặng sợi dây thứ nhất cho cô giáo. Anh cứ tưởng nó sẽ đưa hai sợi dây còn lại cho chúng ta. Ai ngờ nó lại chạy ra ngoài. Lẽ nào ngoài cô giáo ra, người nó nên cảm ơn lại không phải chúng ta. Con về rồi. Lại tặng thêm một sợi dây màu xanh nữa. Chỉ tặng một sợi ư? Con tặng ai thế? Tặng cô lao công trong khu dân cư. Cô ấy làm việc rất vất vả, ngày nào cũng rất bận. Chúng ta mới có được môi trường sống sạch sẽ. Bố đồ nhỏ, bố nói xem con tặng có đúng không? Ờ, đúng, đương nhiên là đúng rồi. Cô lao công rất vui. Vậy con chỉ còn lại một sợi dây màu xanh thôi ư? Đúng thế, sợi dây này con định để tặng cuối cùng. Xem ra chỉ có một người có thể nhận được sợi dây màu xanh thôi. Đừng hòng cướp mất tấm lòng biết ơn của con đồ to đối với em. Bố mẹ sao thế? Con đồ to, sợi dây màu xanh duy nhất còn lại này, nhất định con phải suy nghĩ thận trọng rồi mới tặng nhé. Không thể dễ dàng quyết định được. Đúng thế, nhất định phải nghĩ kỹ, không được manh động. Cho nên chuông báo động chiến tranh bắt đầu kêu. Người thắng mới có thể nhận được sợi dây màu xanh cuối cùng của con đồ to. Đừng hòng thắng em. Con đồ to, mẹ đã nướng cho con món bánh gato chanh mà con thích nhất. Mau nếm thử đi. Tuyệt quá, cảm ơn mẹ tập về. Vậy con nói cho mẹ biết, người mà con muốn cảm ơn có phải là mẹ không? Đương nhiên rồi. Sao thế, con ngon ư? Chua quá mẹ ơi, đây không phải là bánh gato chanh mà chính là chanh luôn. Sao có thể chứ? Nhất định là bố đồ nhỏ, nhưng lúc mẹ không chú ý đã cho thêm nước chanh vào. Thật là quá đáng. Kỳ lạ thật đấy, rốt cuộc là làm sao? Con đồ to, bố đã mua bộ công cụ để chế tạo tên lửa thủ công. Hai chúng ta cùng nhau chế tạo tên lửa nhé. Tuyệt quá, nghe đã thấy ngầu rồi. Làm xong rồi, giờ dán vào là có thể bay được. Thế nào, bố có tốt với con không? Trong số những người mà con muốn cảm ơn, có bố đồ nhỏ không? Đương nhiên rồi. Nhưng mà bố đồ nhỏ, hồ dán đâu rồi? Ở ngay đây mà. Con tìm kỹ xem. Không có. Vừa rồi mẹ tập về có vào đây không? Có. Lúc bố vào nhà vệ sinh rửa tay, mẹ có tới đây. Hình như mẹ cầm thứ gì đó đi. Nhất định là hồ dán rồi. Thật quá đáng. Sao hai bố mẹ không ăn cơm? Có ăn chứ. Bố ăn một miếng sườn. Mẹ cũng ăn sườn. Hai bố mẹ đang làm gì thế? Có nhiều sườn như vậy, vì sao nhất định phải dành nhau miếng này? Hai bố mẹ hôm nay cứ là lạ thế nào ấy. Nhấc chân lên. Em đây là đang lau nhà hay là lau chân cho anh vậy? Hai bố mẹ đừng gây sự với nhau nữa được không? Rốt cuộc là vì sao? Hôm nay hai người đều rất kỳ lạ. Con đồ to, hôm nay không phải con còn sợi dây màu xanh cuối cùng để tặng sao? Mẹ và bố đồ nhỏ đều cảm thấy mình nên nhận được sợi dây đó. Tiếc là chỉ có một sợi. Là vì cái này sao? Cô giáo nói là ba tấm lòng biết ơn, nhưng không nói nhất định phải là ba người. Cho nên sợi dây cảm ơn màu xanh thứ ba này là để tặng mẹ tập về và bố đồ nhỏ, người quan trọng nhất và cũng là người con biết ơn nhất. Sao thế? Con nói không đúng sao? Con nói quá đúng.
ước mơ của trẻ con. Bố đồ nhỏ, bỗng nhiên con có một ước mơ. Nói cho bố nghe xem nào. Bố đồ nhỏ, ước mơ của con là có thể đi chinh phục đại dương, cưỡi gió đạp sóng. Xin hỏi nhà hàng hải đầu to, lục địa mới mà ngài phát hiện ra lần này chắc chắn có nhiều tài nguyên hơn không? Ngài đã xác định lộ trình chuyến đi biển lần sau chưa? Trẻ con có ước mơ là chuyện tốt, mình phải ủng hộ con đồ to. Tiến lên, ở đó có một hòn đảo nhỏ. Con đồ to, ước mơ của con thật vĩ đại. Có điều muốn thực hiện ước mơ này, chúng ta phải chuẩn bị trước đã. Chuẩn bị gì ạ? Trước tiên phải không say sóng. Con không biết mình có say sóng hay không nữa. Không sao, bố có cách. Con đồ to, bố đã nói với chú Mao rồi. Để ủng hộ ước mơ của con, chú Mao đã cho mượn bể bơi nhà chú ấy. Thật sao? Đương nhiên, chúng ta xuống nước thôi. Yeah, đi nghịch nước thôi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Con đồ to, mau lên, chèo thuyền theo nhịp điệu của bố nào. Đây là bài học bắt buộc trên biển đấy. Nào, mau lên. Con đồ to, con làm sao thế? Sao thế con đồ to? Bố đồ nhỏ, chèo thuyền như thế này thật vô vị. Hơn nữa trong bể bơi, chẳng có chút sóng gió nào, chẳng giống biển chút nào. Nói có lý. Con đồ to chuẩn bị nhé, sóng gió sắp tới rồi. Con đồ to, kích thích quá. Sóng gió lớn hơn tới đây. Con đồ to, con là thủy thủ, con không sợ. Không sao, cho sóng gió lớn hơn nữa đi. Con đồ to giỏi lắm, phải dũng cảm thử thách bản thân. Con đồ to, hôm nay biểu hiện của con tốt lắm. Mau lên con đồ to, hôm nay con giỏi lắm, bố cho con 11 điểm. Một điểm thừa ra đó là để cổ vũ con kiên trì ước mơ của mình. Vậy có phải con có thể làm... Vẫn chưa được. Con đồ to, tiếp theo chúng ta phải học rất nhiều kiến thức về hàng hải. Ví dụ như quy luật khí hậu biển, còn cả cách đọc và vẽ bản đồ biển vân vân. Bố quên mất cái này. Đợi khi con đi vòng quanh thế giới, nhất định sẽ dùng đến. Thì ra làm cướp biển khó như vậy. Đương nhiên rồi. Muốn làm một... Cái gì? Làm cướp biển ư? Đúng thế, ước mơ của con chính là làm một cướp biển. Cướp biển. Giấc mơ của con vốn không phải là làm nhà hàng hải mà là cướp biển ư? Ây da, chân của bố. Nhưng mà con đồ to, vì sao con lại muốn làm cướp biển? Làm cướp biển có thể tìm được kho báu. Con muốn chia kho báu cho mọi người. Thì ra ước mơ của con lại đơn giản như vậy. Có điều con đồ to, làm nhà hàng hải cũng có thể tìm được kho báu. Thật sao? Vậy con cũng có thể làm nhà hàng hải. Con muốn tìm được kho báu giấu dưới đáy biển. Mẹ về rồi đây. Hai bố con này lại dở trò gì? Sao nhà cửa bừa bãi thế? Thuyền trưởng cướp biển phát hiện mục tiêu phía trước. Vậy còn đợi gì nữa? Hết tốc độ tiến lên. Hai bố con rốt cuộc đang làm gì? Anh nghe theo thuyền trưởng. Hai bố con đang chơi trò cướp biển. Đúng, anh đang giúp con đồ to chuẩn bị cho ước mơ trong tương lai. Ước mơ trong tương lai? Ước mơ hàng hải. Đúng thế, ước mơ của con chính là làm một nhà hàng hải giúp đỡ người tốt. Ở đó có kho báu, xông lên. Đợi bố với, thuyền trưởng cướp biển. Ước mơ của đám con trai, dù lớn hay nhỏ, đều thật đơn thuần.
hoa quả. Các em muốn thứ gì? Hoa tươi, trái cây, đều muốn cả. Em và bố đồ nhỏ thích ăn trái cây, còn hoa là để tặng mẹ tập về. Hiện nay khu dân cư đang tổ chức hoạt động xúc tiến hoa quả. Nếu muốn nhận được hoa quả miễn phí thì có thể tham gia cuộc thi. Trong vòng 10 phút hoàn thành tất cả nội dung, ai dùng ít thời gian nhất sẽ nhận được cả hoa và quả. Con đồ to, hai bố con chúng ta phối hợp đặt giải quán quân nhé. Vâng, chúng ta cũng phải đăng ký. Còn cả bọn mình nữa. Chuẩn bị. Cố lên, cố lên. Con bé này ngọt quá. Cố lên, cố lên. Thầy Đại Mau, sang trái một chút. Lại sang phải một chút. Lại sang trái một chút. Đầu tiên lấy màu vàng, rồi đến màu đỏ, rồi màu xanh. Con nhớ rồi. Con có thể một lần cầm 6 bông hoa. Yeah, thầy Đại Mau, nếu như thầy đứng yên được thì em đã ném trúng từ lâu rồi. Lần thứ ba em ném trúng đã là rất giỏi rồi. Thầy còn tưởng không tới được vòng tiếp theo chứ. Những bông hoa này đều gần giống nhau, làm sao tìm đây? Hoàn thành rồi. Chúng ta phải nhanh lên, vẫn còn thiếu hoa 3 màu nữa. Hoàn thành rồi. Chúng ta lại là đội cuối cùng. Kẹo bông, đừng vội, cứ từ từ. Con muốn giành giải nhất. Rất tốt, nhảy cao hơn chút nữa. Giỏi lắm, đợi quả táo đứng yên rồi nhảy tiếp. Thành công rồi, con đồ ta giỏi lắm. Chúc mừng hai bố con đã đến với vòng thứ 5. Cô đố hoa, hãy rút một tờ. Tờ này đi. Thân cây thật là dài, bông hoa nở màu vàng, mặt tròn như mặt trời. Hạt hoa lại rất thơm. Hoa hướng dương. Trả lời đúng rồi. Tiếp tục tiến về đích nào. Cảm ơn chị Hoa Hồng. Chúc mừng hai bố con đã giành giải nhất. Phần thưởng là hoa và quả. Bố con phối hợp thì không gì cản được. Đem hoa tặng mẹ. Chúc mừng, hai người đã đạt giải nhì. Phần thưởng là hoa tươi. Kẹo bông, con làm giỏi lắm. Phần thưởng này thuộc về con đấy. Con thích nhất là hoa tươi. Tuy hai người về cuối cùng, nhưng vẫn chưa quá 10 phút, có thể nhận được phần thưởng là giỏ hoa quả. Thái Nguyên, cầm về ăn đi. Tuyệt quá, chúng ta đều nhận được thứ mà mình muốn.
đầu to, bố đầu nhỏ. Một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to, nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ, nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to, nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ, nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Con đầu to, bố đầu nhỏ. Một đôi bạn thân, hai bố con vui vẻ. Đầu con to, nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ, nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Chớp mắt con đã khôn lớn rồi. Đầu con to, nhưng tay con nhỏ. Đầu bố nhỏ, nhưng tay bố to. Tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã. Đi nào, đi nào, đi 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 nào. Đi nào, đi nào, đi 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 nào.